tiểu thơ. Nàng gọi ai là tiểu thơ? Dạ đây chỉ có hai người, không lẽ tôi gọi tôi sao? Nhưng ta cấm nàng gọi ta là tiểu thơ. Hai người con gái xa lạ gặp nhau, nhìn trang phục tự nghĩ dùng danh xưng tiểu thơ để chào hỏi thì đâu có gì là thất lễ, sao lại cấm tôi? Tiểu Loan ra tiếp khách xin từ biệt. Đứng lại, vô lễ. Sao nàng chẳng tự xét xem ai đã vô lễ với ai? Nàng tên là Quỳnh Nga. Dân, ta nghe tiếng nàng bán buôn được lòng khách hàng lắm mà, bây giờ lại tiếp khách như thế sao? Dạ, bán buôn cũng có hàng trăm hàng ngàn mặt khách, nên cũng phải tùy theo cách ăn nết ở của khách mà chiều. Cũng như nước ở biển khơi sông lớn thì rộng, mà giàu lạch giàu mương thì phải hẹp chứ. Nàng thông minh lắm, ăn nói đáo mặt lắm. Bây giờ nàng phải ở đây cho ta chọn hàng và ngã giá chứ. Dạ, nếu khách muốn tôi đành chiều lòng khách vậy. Tiểu thơ muốn mua gì ở đây, gấm lụa hay tơ? Không, ta không cần những thứ đó. Nếu tiểu thơ không cần mua những thứ đó thì ở đây tôi không có gì để bán cả. Còn chứ? Còn. Còn ta mới lặn lội tìm tới để mua chứ. Dạ tôi chưa hiểu, ngoài tơ lụa tiểu thơ còn muốn mua gì ở đây? Ta muốn mua một trái tim. Một trái tim? Phải. Hay nói đúng hơn là ta muốn mua một người. Dạ xin lỗi, tôi không phải là kẻ buôn người, xin mời tiểu thơ hãy đi nơi khác mà mua mà bán. Vô lễ. Bây giờ ta cho nàng biết ta là công chúa Bích Dân đi. Dạ vì công biết nên chậm tiếp kinh, xin công nương miễn chứ. Dù nàng đã hạ mình thủ lễ, nhưng ta vẫn còn nghe trong giọng nói của nàng còn ẩn chứa niềm kiêu hãnh. Từ kinh thành lặn lội để tìm gặp con quan tri huyện tên gọi Quỳnh Nga, để được một lần gặp mặt. Vì sao công nương vượt ngàn gian dặm mà chỉ để tìm gặp Quỳnh Nga? Chắc là công nương nhân du hành nên mới ghé qua. Không, ta một mình vượt đường xa vì chỉ muốn một mình tìm gặp Quỳnh Nga. Mang tuổi hờn quốc ức của một vị công chúa cấm cung nên mới liều giữ quê trung. Tâm sự nặng nề quằn lưng ngựa lông câu, sao từ kinh thần tráng lệ công nương kia đây? Quỳnh Nga làm gì đắc tội với công nương? Vẻ quan hờn làm heo dùng nhàn. Đừng tò mò tọc mạch nữa. Bây giờ lấy tư cách của một Bích Dân công chúa, ta hỏi nàng là chiêu của Trần Minh. Điều đó công nương đã biết, còn hỏi tiễn nữ làm gì? Sao vậy? Sao nàng dám bảo rằng ta đã biết? Dạ, vì nếu công nương không biết thì công nương đã chẳng tốn công lặn lội tìm gặp một Quỳnh Nga, một người mà công nương chưa hề quen biết làm gì. Khá lắm, nhưng ta muốn nghe chính nàng nói ra điều ấy. Nếu công nương muốn thì tiễn nữ phải xin dâng tiễn nữ với Trần Minh đã nặng tiếng giao thề do hai bên cha mẹ hứa hôn, đã cùng mà hẹn buổi tương quan khi đăng qua công toại danh thần. Ta nghe Trần Minh xưa là một người hèn hạ, nàng đã góp phần nuôi chàng ăn học. Cùng mà ta tìm tới
đều thương thân. Vậy nàng nghĩ sao, mau trả lời cho ta đó. Tôi nào à, cô biết gì đâu mà trả lời, trả giống cho công nương. Ta đề nghị tặng nàng 100 cây gấm vóc và 1,000,000 vàng rồng. Tiếp theo đó là một điều kiện. Đúng đó. Sao nàng thông minh vậy? Dạ, điều đó có gì là lạ đâu. Vì đâu có ai tự dưng đem vàng cho ai mà không đòi điều kiện bao giờ. Vậy xin công nương cứ thẳng thắn đặt điều kiện. Nào có gì đâu, điều kiện chỉ nhỏ mọn thôi. Dạ, nếu điều kiện chỉ nhỏ mọn so với số bạc vàng công chúa đã ban cho, thì phận thấp hèn tiện nữ xin nhận lấy phần nhỏ mọn. Đừng chẳng hỏng cướp lời ta. Hãy để ta nói hết. Nàng thì sẽ được bạc vàng gấm dốc, còn cha nàng sẽ được thăng quan tiến chức, chỉ với điều kiện là... nhường Trần Minh lại cho ta. Thế vậy là tôi bán chồng tôi sao? Đừng lẻ mép, hãy trả lời cho ta rõ. Nếu tôi chẳng bằng lòng thì nàng sẽ chết. Nàng hãy liệu lấy giữa sự giàu sang vinh hiển và cái chết, nàng hãy chọn đi. Trần đã
ngọc với cung son, mà ôm ấp tình yêu ru cho ngọt chất. Người được yêu chưa hẳn nghĩ là hạnh phúc, kẻ đang yêu chưa hẳn đã đau sầu. Tôi không muốn nghe gì nữa hết à. Không muốn nàng nhìn ta bằng đôi mắt thương hại đó. Nàng biết chưa, nàng hiểu chưa? Đừng vội hãnh diện. Sinh mạng của Trần Minh cho đến bao giờ vẫn nằm trong tay ta. Nàng biết chưa, thái độ của nàng sẽ gây hậu quả thảm khốc cho Trần Minh đó. Nàng nhớ chứ? Trần Lan, Trần Lan, Quỳnh ơi, trong máu lụa ngày xưa anh đã trở về đây với người bạn tình chung thủy. Đem màu tơ máu yêu đương để điểm tô cho đẹp buổi tương phùng. Trần Minh, em ngỡ chỉ còn gặp nhau qua giấc kỳ mộng buồn. Cạn nguyên phải không? Anh đã gửi cho quân hầu tỉnh và mặc nguyên áo lụa ngày đưa tiễn để gặp nhau. Nhưng sao cạn nguyên vinh quy bái tổ mà cha em không hay biết? Quỳnh nha, vì anh muốn dành cho hiền phụ Quỳnh Nga và bằng hữu những điền hưởng trọn nỗi mừng ngày tương hội chợt bàng hoàng trong sung sướng vô biên. Làng thông báo trước cho cuộc vinh quy âm thầm không đón rước, chỉ những người thân anh mới che sắc trọn vinh quang. Em ơi, bao nhiêu danh dự tràng nguyên là em và bạn những điền cho anh. Đời hàng sĩ Trần Minh, tên tan cờ lòng nặng tình ân sâu. Trần Minh chàng Quỳnh, tâm sự nào đã làm cho em xúc động? Đến lúc gặp anh, em có vẻ hốt hoảng và vì em lại bảo rằng em ngỡ anh về trong giấc chiêm bao. Biển biết mấy quan sang, nhưng giờ đây đã hội ngộ tương quan.
phi cờ im trống hồn gian thâm tình. Dĩ thơ ơ kìa. Dạ, xin chào công tử. Dĩ thơ thấy nhìn kìa.